các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. X-10 đậu hầm hố với những món đồ chơi phần lớn đến từ Baker Quảng Ninh. Có vẻ như thân xác nguyên thủy trên X-10 vừa thể thao vừa hầm hố, nên nó đã để lại rất nhiều nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những tay đam mê đậu xe. Và cũng chính vì thế, những bản đồ hầm hố với những món đồ chơi phần lớn được gác qua cái X-10 ngày càng nhiều hơn. Và X-10 đồ kiểu mình dưới đây đến từ Baker Quảng Ninh, một dẫn chứng cụ thể. Dù đã đổi rất nhiều chi tiết trên xe, nhưng em nó vẫn giữ trên mình vẻ đẹp nguyên thủy với bục ánh mang cái tông màu trắng đỏ trong phiên bản RC. Phần đầu cho nên ngầu hơn rất nhiều với chó đèn nguyên thủy được thay đổi bằng dàn LED gương cầu. Và nó càng cho nên cân đối hơn khi được kết hợp cùng LED mắt cú. Dù là khuôn khổ để gắn mắt cú, nhưng chủ xe vẫn tận dụng để trang bị là cặp LED chờ sáng N4. Vừa tăng thêm cái tính thể thao tinh tế mà còn mang vẻ đẹp hiệu quả tối cho những chuyến đi những cung đường tối. Cụm tự thắng của Rainbow Rusty kết hợp cũng rất là tinh tế chứ bình dầu em. Việc trang bị cái dòng cụm này sẽ cho ra cái lực phanh trở nên dịu nhẹ rất nhiều. Tương tự như cánh phải, cánh trái với cụm Tycon cũng được thương hiệu Rainbow. Sự gọn gàng còn được thể hiện qua cặp kính gù CIC. Sự êm ái được cải thiện rất mạnh mẽ bởi cái cặp bao tay Spider với kiểu dáng thiết kế của cạnh. Dàn chân cứng cáp, hầm hổ, bứt phá mạnh mẽ với vẻ đẹp nguyên thủy sẽ được đánh cắp từ những người anh em phân cơ lớn như là mâm, đĩa của Yamaha R6, giảm sóc Osdow, CX750, cặp heo của Tokiko v.v. Cánh trái được tạo điểm nhấn nhẹ nhàng với chân chống Koso Shinshi, mang cá Shinshi. Phía sau hầm hố, chế bộ cấp thừa hưởng từ người đàn anh Yamaha R6 được gắn một cách đẹp mỹ để mang lại sự tối ưu về an toàn cho xe. Sau khi được trang bị bộ cấp để kết hợp cùng với mâm R6 lên xe thì giờ đây nhìn rất đẹp, không kém cạnh những dòng phân lớn. Bên cạnh đó, em nó được trang bị giảm sóc Hollin bình dầu rời cho nó nhúng êm ái hơn so với rất nhiều với cái loại xe xin. Nó còn mang lại cái sự tinh tế, thẩm mỹ hơn cho xe. Một bản độ đậm chất chơi đến từ Bạch Châu Quảng Ninh. Quay 150 độ mang vẻ đẹp huyền bí. Cái chiếc quay 150 được đầu kiển bên dưới đây đã được một dân chơi nước bạn làm mới mẻ lại và tinh tế hơn rất nhiều bởi những món đồ chơi kiển. Và clip dưới đây càng trở nên thu hút hơn khi chiếc quay 150 đang đổi dáng cùng với khung cảnh u ám đầy đáng sợ bên khu nghĩa địa bên bị bỏ hoang. Và em đã trở nên quyến rũ, lôi cuốn hơn rất nhiều bởi những món đồ chơi kiển cao cấp. Phía trước được trang bị cái rổ khiến chiếc xe trở nên đáng yêu và một cách hơn. Ngoài ra thì nó còn là một cái khoảng trống lớn để chứa những món đồ chơi tiện ích mà ta cần mang theo. Dàn chân mỏng manh tạo cái sự yếu ớt cho người xem với cái đèn nhôm, nhưng thực ra nó rất là cứng cáp nha. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp mạnh mẽ với đĩa của Moto3 kết hợp cùng heo Rainbow Disc. Việc thay đổi như thế này tác động đến phanh có sự êm ái, dịu, tối ưu hơn khi được xử lý những tình huống khẩn cấp. Các chân được quay lại với kiểu dáng ngộ nghĩnh là cực đẹp. Bên cạnh đó là phuộc đồ chơi tích hợp bình dầu rời cho được nhúng êm ái, cũng như tăng thêm độ cứng cáp cho xe. Cảm ơn bạn đã dõi này là tiếp, nhớ like, subscribe.